Nhìn cây này to chưa? Cây này to nhất này các bạn. Thu hoạch là lần thứ 3. Mỗi lần hái được mấy quả. Ăn sống. Thu hoạch 3 chỗ này. Được một rổ rau cải vẹ xanh rất là ngon rồi. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình ra vườn, mình thu hoạch ít cải vẹ xanh và rau mùng tơi. Rau mùng tơi của mình ấy, mùa này nó lạnh ấy nên nó lên chậm lắm. Lần này mình thu hoạch xong mình nhổ đi để trồng rau khác các bạn ạ. Này các bạn nhìn này, rau vẹ xanh của mình ấy tốt chưa? Rau này lần này mình thu hoạch lần thứ 4. Bây giờ mình sẽ thu hoạch rau vẹ xanh trước nhá. Lá nên tốt cho cái cây này to nhất đấy. Đây, thu hoạch thì mình chỉ cắt như này thôi. Đây, mình cứ tỉa lá như này này. Nó lại ra những đọt lá mới này. Lại có rau ăn này. Mấy bữa trước ấy, trời nó lồm, xong rồi nó mưa ấy, rau lên chậm lắm. Nhưng mấy ngày hôm nay trời bắt đầu ấm lên, xong rồi nắng lên ấy, thì rau mình bắt đầu mình thấy lên rất là nhanh. Đây, cái cây bên trong thì nó không lớn lắm này. Đây, mình cắt đi để này, 3 lá. Cái này mình cắt luôn cái lá này đi. Mình thu hoạch này, rất nhiều đợt rồi này. Đợt thân nó trống rồi. Đây, cây bên trong này thì nên hơi chậm này. Nhưng mình thu hoạch luôn đi, không là để nó già quá. Đây, những cây bên ngoài nó lớn hơn này. Nó mà lớn đồng đều nhau thì cũng thừa sức rau để ăn. Để lại 3 lá thì nó sẽ lên nhanh. Còn... còn bình thường thì các bạn chỉ tỉa lá to thôi để lại bằng này lại này hạn thì lại tuần sau nữa có thể thu hoạch được rồi. Tuần 5 đến 7 ngày sau là thu hoạch được. Thu hoạch mấy cây được bằng này rồi. Mấy ngày nắng thì mình thấy rau bắt đầu lên rất là nhanh. Mấy hôm rồi mưa phùn nên chậm lắm. Mình cứ thu hoạch như này đến khi nào lên bông thì mình sẽ nhổ các bạn nhé. Cứ tỉa lá như này thôi thì ăn được rất là nhanh. Chứ còn cái cây nhỏ mà để lên cây lớn để được thu hoạch ấy, lên chậm lắm. Nên là cứ tỉa lá này thôi. Thêm một cái lá này thôi. Thu hoạch luôn cái lá này đi xong rồi. Khi nó lại lớn quá. Mình thu hoạch một chậu này đây. Được còn này rau vẹ xanh, cải vẹ xanh rồi này. Cái này nổ bánh xèo ăn cũng ngon và mình sẽ nấu canh thịt các bạn. Hoặc là xào tỏi cũng ngon. Mình nhà mình thường thu hoạch cải vẹ xanh ấy để mình nấu canh thịt băm hoặc là xào tỏi các bạn ăn rất là ngon. Nó hơi hăng hăng một chút ăn rất là thích. Đây mình thu hoạch trong đây nhá. Trong đây là lần đầu tiên mình thu hoạch các bạn ạ. Trong đây nó ít ánh nắng nên là lên hơi chậm hơn so với ở bên ngoài. Nhưng mà mình thấy là mấy ngày hôm nay trời bắt đầu nắng lên ấy thì nó lên bắt đầu nhanh hơn nhiều rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là như này đã được đủ đà nó lên rồi này. Trồng cùng với bên ngoài mà bên ngoài mình đã thu hoạch được là lần thứ 4 rồi mà bên đây là đầu tiên mình mới thu hoạch thôi. Tưới thì tưới nước ấy, bình thường mình bên trong này mình cũng tưới ít hơn ở bên ngoài nữa. Mùa này bên trong thì mình có khoảng 2 ngày mình mới tưới rau một lần, và bên ngoài kia thì ngày nào cũng phải tưới các bạn. Cứ nhiều quá thì rau nó cũng trũng nước. Trồng 4 cây này to nhất. Mình trồng ở bên trong này này thì mình chỉ trồng một hàng thôi các bạn nhé. Bên ngoài thì nó đủ ánh nắng nên mình trồng 2 hàng. Bên trong này thì trồng một hàng thôi. Chứ trồng 2 hàng là nó không có ánh nắng, nó không lớn được, nó không phát triển được. Đây các bạn này, thu hoạch một chậu trong đây thì mình nghĩ là chỉ bằng nửa, chưa bằng nửa cái chậu ở bên ngoài này các bạn. Này như này cũng một mớ rau ngon đấy, mình thu hoạch cây này nữa. Đây nhìn cây này to chưa, cây này mình thu hoạch lần thứ 2. Mình thu hoạch đi không mấy cây còn lại nó bị che hết mất. Cây này là cây to nhất này, còn mấy cây kia thì bé hơn. Lên to chưa. Cái này để khoảng 2 ngày nữa thu hoạch thì nó còn lên nữa. Đây các bạn nhìn này, nó ra những cái chồi lá non nữa này. Nó lên này.
Đấy, mình thu hoạch để lại như này nhá. Đấy, cái cây này. Mình cứ một tuần mình xịt thuốc trừ sâu sinh học cho nó một lần. Vì cải này nó hay bị sâu ăn lá. Nhà mình trồng trên cao mà nó cũng sâu, cũng không loại trừ luôn. Không ổn. Cây này bị bẻ gãy thì bẻ luôn. Này các bạn nhìn này, cái cây rau này của mình không rồi bị sâu ăn lá này. Thu hoạch 3 chỗ này. Được một rổ rau cải vẹ xanh rất là ngon rồi. Như này nhà mình ăn mới đủ ăn này, vì nhà mình ăn rất là nhiều rau. Còn nhà các bạn nó ăn ít rau thì có ăn phải ăn được 2 bữa. Bây giờ mình sẽ thu hoạch sang rau mùng tơi các bạn nhé. Đây, rau mùng tơi của mình đây các bạn này. Mình thu hoạch được hơn 1 tháng rồi mà nó phát triển như này thôi. Tại vì rau mùng tơi nó thích hợp vào mùa hè thì trời, thời tiết nó sẽ nó ấm thì nó sẽ lên nhanh, mùa đông nó lạnh nó lên chậm lắm. Với lại cái cây rau này này mình trồng từ gieo từ năm ngoái rồi, được hơn 1 năm rồi nên là lên chậm lắm, nên là mình sẽ thu hoạch đi xong rồi mình sẽ nhổ đi các bạn nhé. Mình trồng cây khác xong đợi lúc mà trời hè tháng khoảng tháng 4 ấy, mình sẽ trồng lại. Đấy, mình cứ thường cắt đọt này, nó đẻ ra nhiều nhánh lắm. Cái này xong rồi mình sẽ nhổ đi. Người ta thường thích ăn ngọn, mà ngọn thì ăn đắt hơn đấy, nhưng mình không thích ăn ngọn lắm đâu. Mình thích ăn lá cơ, lá để xào tỏi ăn ngon lắm. Này, cây này cây to nhất đây. Còn mấy cây này nó không được to lắm. Hồi hè thì mình có trồng 2 chậu rau mùng tơi ở bên này nữa. Bên này mình trồng rau mùng tơi này, nhưng mình nhổ đi thì mình trồng rau snack này vào này. Mà cái mùa này trồng rau mùng tơi ấy, nó cứ hay lên hạt các bạn. Nó to lên như này thì thu hoạch một chậu rau mùng tơi cũng đủ ăn các bạn. Mình thích ăn rau mùng tơi xào tỏi á. Cây này to nhất này các bạn. Cây này lên ngon. Cây nó đẻ ra nhiều nhánh nhá. Mình cứ cắt nó lại đẻ ra rất là nhiều nhánh. Đây, mình thu hoạch xong như này các bạn nhá. Xong rồi mình sẽ nhổ đi. Xong rồi đất này mình sẽ trộn thêm phân gà hoặc phân bò vào. Xong rồi mình sẽ trồng rau khác. Đấy, mình trộn xong mấy cái ngốc này này, mình sẽ cắt nhỏ đi, xong rồi mình chôn xuống dưới này, nó là phân hữu cơ cho cây rất là tốt. Tí nữa mình sẽ làm được một chậu rau mùng tơi. Mình cắt luôn mấy cái cây rau diếp cá này nhá. Rau diếp cá này mình trồng mình cắm từ gốc rồi đấy. Mình mua ngoài chợ rồi, xong rồi mình lấy gốc ấy, mình cắm vào thôi. Lên để tạm đây. Đây mình cắt mấy cây giúp cá đây đi nhá. Cắt giúp cá cắt sắt gốc như này. Đấy, mọc ra nó để ra nhiều nhánh hơn này.
Mình đang trồng cây cải kheo ở đây này. Mình thích ăn rau rất cá lắm, ăn nó chua chua, ngon. Mình hái mấy quả cà chua bi ở đây nữa nhá. Cà chua này mình thu hoạch lần thứ 3. Mỗi lần hái được mấy quả ăn sống. Cái cây này hình như bị làm sao ấy, mình thu hoạch xong mình sẽ cắt gốc đi. Này các bạn nhìn này, nó lên những cái chồi mới này. Mình sẽ cắt ở đây đi để nó lên những cây mới này nhá. Còn cái này mình sẽ cắt đi. Bốn quả cà chua. Đây mình hái ở đây nữa. Cây ở đây các bạn nhìn này, đậu nhiều chưa? Mình trồng trong cái chậu nó nhỏ như này thôi này. Đấy. Mình sẽ thu hoạch quả này. Còn mấy quả này còn hơi xanh xanh thì mình để lại trên chín cây luôn. Để khoảng 2-3 ngày nữa nó chín thì mình sẽ nhổ. À, mình sẽ thu hoạch tiếp. Đây là thành quả hôm nay ra vườn thu hoạch của mình này. À, bây giờ mình sẽ làm vườn, mình bón phân cho vườn. Mình cứ vườn của mình thì cứ 1-2 tuần mình bón cho nó một lần. Còn các cây bí của mình thì cứ 1 tuần mình bón một lần các bạn. Đấy, thành quả của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Và các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông bên cạnh để hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé. Cảm ơn các bạn.